vừa nè. Vô nghĩ là nắng mặn chết nhờ. Thế quên nói mày nữa. Mày chạy ra mày tắm con bịch muối luôn bỏ miếng muối vô dằn chè mới ngon. Nha. Con cứ dẹp luôn đi. Anh tự làm cho có được hay nữa hay nữa. Giỏi thì làm đi. Tắm làm đâu làm làm đi. Mọi người đã trở lại với chuyên mục hậu đậu nhưng thích làm nào. Hôm nay chúng ta sẽ nấu một món chè bưởi đậu xanh nước cốt dừa. Khi coi hàng loạt video làm món ăn tại nhà trên TikTok thì tôi quyết định order bếp của mẹ để về làm thử. Đôi tay thần thánh đầy chính chuyên nghiệp và đổ bể thì hôm nay chúng ta sẽ đi ngâm bưởi và ngâm đậu. Không có thời gian nên chúng ta sẽ ngâm với nước nóng cho mọi người 2 tiếng lần. Sau đó là hết chúng ta lá chuối vô hấp đậu nha mọi người, lỗ bự quá rớt hết trơn. Khi ngâm bưởi thì chúng ta sẽ trộn giá đường nha, công suất tỷ lệ có sẵn ở trên hướng dẫn luôn. Nên bếp đảo 2-3 phút và quất thêm bột năng vô nè là được rồi. Cô mẹ hướng dẫn tận tình bỏ từ bột năng rồi trộn lên để thôi nóng cục cục nha mọi người ơi. Sau đó chúng ta sẽ luộc bưởi nha mọi người ơi, luộc bưởi cho nó chín thì chúng ta ăn mới được, vừa luộc bưởi vừa coi hướng dẫn. Sai lầm nhất của em chính là hòa tan mấy cục đường này mọi người ơi, nhớ đặt để ra nha. Bỏ bột năng, bỏ chè bưởi, bỏ đậu vô là chúng ta sẽ có một nồi chè bưởi rồi và làm nước cốt dừa quất luôn. Nước cốt dừa có sẵn rồi nha mọi người. Vào chan miếng nước cốt dừa lên nè, ngộ nó thơm. Ăn thử chén chè bưởi con mới nấu nè. Xin lỗi mà chị dễ con hoài hả? Được ơi, bữa nay trời sạch là gì mà làm chè được mày? Được ơi. Đâu phải không? Bếp của mẹ có đầy đủ tất cả các thứ luôn, chỉ cần làm theo công thức là thôi à. Nó ngon đó. Trời ơi, tôi tưởng hay. Khi bạn có đứa con còn tệ hơn vợ thằng đậu. Lấy tao miếng nước khai mệt chết vậy. Dạ. Đồ ra lặt ba cái bông sữa đũa này nè. Mà con đâu có biết lặt ba cái này đâu. Không biết làm gì trơn, mày coi tao nè. Mày lặt bỏ cái phần này, bỏ cái phần bông trên đây, rồi xong rồi bỏ luôn cái phần nhị bông. Vậy là xong rồi. Nói gì đâu mà không biết à. Mà coi coi coi, còn bông nhỏ bông vàng sao má. Thì cái nào nhỏ quá mày bỏ, còn cái nào mà già quá thì mày dùng đó. Thôi lấy à. Bông này nhìn héo quá, chắc già. Bông này nhìn tươi mà cái này bị đắp. Dùng hai cái bông này chưa nở, chắc còn non. Dùng ổ mới đi cắt cỏ về rồi hả? Ừ, tao xong rồi. Bông này mắc cái bông sữa đổ xong chưa? Tao có mặt rồi. Đem ra để tao nấu canh, tao đi rửa tay cái. Nè má ơi, đừng như đây. Gì mà tao bẻ lắm mà còn có lấy cái bông vậy? Ủa chứ không phải nó kêu con nào non, nào già thì giật hết hả? Đây là mẹ tôi khi có giày dép mới. Nè ý nè, mày dép hả, mày mua nè, mày mua mày cho tao nè, đẹp không, đẹp không? Trời ơi, vừa triên luôn. Trời ơi, xuất sắc. Không muốn nói cái gì trơn. Trời ơi, trời đâu á mẹ. Cảm ơn cho chị xin phép. Không hiểu nổi luôn á. Trời ơi. Trời ơi, chị Mi Du Duyên, trời ơi, dài dép con, con mua thì mừng chết nha, lâu lâu mới được sắm cho dài mới mà chị Mi Du Duyên. Trời ơi, Du Duyên, qua nhà ta xin xả con Du Duyên. Trời ơi, con ta có đôi dài kìa. Khoe suốt ngày. Ủa, Du Duyên, trời ơi, tao có dép mới thì tao mang thôi, Du Duyên, trời ơi. Thôi đâu, có đôi dép mới mà làm dữ, Du Duyên. Rồi, thôi, được rồi, chị biết rồi, chị biết dài đẹp rồi. Trời ơi, mới mua được áo thích gần chết nha trời ơi. Trời đất quỷ thần ơi, lấy tiền đi mua áo, mua quần bận suốt dài à. Mình mua bao nhiêu tiền cái áo đó? Cái áo này con mua có 40.000 hả? Trời ơi, 40.000 nói ra làm như sang trọng lắm mày. Hả mày? Tao muốn 30.000 không biết trả giá nữa chứ trơn. Ông ơi, 40.000 nghèo chết trả giá gì trả giá trời. Thôi đi ngu, mày nói đại đi, lỗ 10.000 ngu gì đâu ngu. Hả? Mày biết mình mua áo này 300.000 chắc mày nhát đầu nè. Dài mới nói thôi à, hết mua áo, mua quần, mua giày, mua dép, mua hoài vậy hả mày? Mua giày mới mua hoài vậy? Tao có đâu, con mới mua trên Sina, nít cơ ghê nha, không mát. Tao
nhạc liền rồi, khỏi nói này. 40.000 đôi. Trời ơi nó nghe ghê vậy má ơi, mà đẹp lắm mà xịn nữa. 40.000 à, không có mắc đâu. Mà con nghe nói như mua 3 đôi còn có 100.000 nữa đó. Trời ơi dễ ghê à. Cái gì thôi, vậy để tao lấy tiền cho mày mua thêm 7 tấm đôi về cho hàng xóm. Thôi đừng mua nữa. Trời ơi đừng mua, dài đẹp thiệt mà đừng có mua. Trời ơi mua đi nó rẻ không chết, 3 đôi 100.000 rẻ muốn chết. Để tao đưa cho mua 7 tấm đôi về tặng Noel cho người ta. Hiểu không? Trời ơi mình đạo Phật mà nó phải chơi Noel đâu, ta đâu mà thôi đừng có mua. Trời ơi được rồi đừng có mua. Con nghe nói hết hàng rồi đừng mua hết hàng rồi không mua được đâu, hết hàng rồi không mua đâu. Hết hàng thì vài bữa nó có hàng về liền rồi mày đi mua liền của tao đi, mày không mua đàng hoàng có bẻ cổ mày cho biết nha. Hiểu không các bạn? Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Trời ơi con nhận số bán nhà dễ ghê. Đây là đôi khi vừa sắm được đồ mới. Giày mới. À, không, tiền dư quá đi mua giày mua dép suốt ngày. Đã đóng cái đóng trong nhà đó, cũng mua nữa. Dư cũng mắc tiền quá à. Tiền con mua thôi. Đứt sắc hơn. Tao là tao hết nói nổi mày vậy đó. Ơi. À, tao nói sạc nó dép mới trắng hơn con đâu gà nữa. Ờ để tao chấm mắt tao coi tao mới được mấy bữa. Hả? Con với cái tao dép tao dài để bạn bạn ăn uống gì nè. Mới sạc để nó khô á, mới để nó chiếu đi. Trời ơi, dùng cho tôi đi. Hả? Hả? Mấy bữa sau. Kệ đi má ơi. Dép hả? Có gì đâu. Trời ơi. Không, mà nói có sai đâu. Thật mấy bữa. Đó giò dục ngay liền đó. Trời ơi xuống khổ mà. Biết anh chỉ có quanh khi con mày. Mệt. Ơ được gì cho vậy má ơi. Bằng nửa tiếng đồng hồ rồi không có gì cho vậy Quy. Ơ xúc vậy không biết chừng nào mới có ăn nữa. Hả? Ê mày quay lưng lại coi. Hả? Quay lại làm gì? Trời đất ơi má ơi. Trời ơi mày bình tĩnh coi, mày đứng yên coi. Trời ơi đây mà bình tĩnh nó nghe cái gì. Nó dài ra bình tĩnh. Gì vậy? Cái gì đâu chết rồi. Vô kia. Lần đầu tiên thấy mày có xin đời không Quy? Chưa bao giờ thấy được như vậy đâu Quy. Con của má mà. Bà con ơi. 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 Ra đây nè con. Con cá thổi lội no. Bò lên bờ để thấy mắt chơi chơi nhìn chưa nhìn xa. Thế con nó cạn rồi tới. Rộn ràng rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân. Nôn nao lòng lòng sao xuyên đến ngập lòng. Ủa ai rồi con gái? Ê nhà kia. Ta chửi lộn đứng dậm gì vậy? Ủa gì? Ai biết đâu? Rộn ràng rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân. Thấy mà nó tức con, chưa bao giờ nó tức vậy á. Ở nhà canh coi lấy đồ vô thôi con. Không biết coi.
em thật lòng không xứng. Ê, mấy chị bóng giữa lộn đặng vui quá kìa. Ê, lên đi hả? Đợi tao lấy đầu cho cái. Đi lên đi má ơi, tao đi trước. Đi lên đi má ơi. Mỗi khi tôi muốn quay clip. Thôi thì cao thủ không bằng tranh thủ. Mỗi khi trời chuyển mưa. Mưa hả? Mưa từ 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 từ. Mưa tới mưa. Thằng nắng muốn bể cái đầu vậy. Trời ơi, làm cho dữ. Chuyển cho ghê. Có biết mưa nào đâu. Hả? Chết rồi. Ý dụ. 1 hour later. Buồn nào hơn đêm nay. Buồn nào. Buồn nào hơn đêm nay. Buồn nào hơn đêm nay. Ngoài kia bão tố đầy trời. Ở dưới quê cũng đẹp lắm đó nha. Má, phải chi mình được ở Sài Gòn hay má chứ phải dưới quê như vậy. Trời ơi, dưới quê chịu quê đi làm gì mà đú đòi lên Sài Gòn à tìm mày. Hả? Trời không sống ảo sống ơ gì được chứ. Không biết TikTok, TikTok gì được chứ. Chết, không nói luôn. Trời ơi, xin lỗi nè, chưa tắt xe phố mà chụp được những cảnh dưới quê với ơn vậy đâu nghe. Ở cái phèn vô cái phèn. Mắc mệt. Vậy nữ chụp cho hoan bộ để qua đi mướn đồ được không? Trời ơi đồ đạt gì nghe á, biết không biết nhà là cái miễu để trời ơi chuyện tình mượn mua đồ ta hả, đi chụp hình chụp ơn trả cái đơn vô sao không giặt lại giùm ta cái nữa. Biết ở trong nhà này biết làm ô xin là ở đợ nữa. Chửi gì kệ nó đi, trời ơi đi kìa. Quỷ thân ơi, trời mưa trời gió mà mấy đồ lấy đạt rồi vô ai để đồ đây kỳ cục này. Giữ giùm thôi nghe, trời ơi tao nha, ai cần lỡ lấy giữ giùm thôi. Xanh biển mượt mà bao ngọt ngào dòng sông tuổi thơ, gió mát mang tranh đồng lúa vàng, cây trái nhiều mùa nắng. Quê hương tôi khúc ca dao ngọt ngào thiên tha, tô canh chua cá lóc mặn nồng, mâm cơm chiều đầy tình. Quay đồ cổ trang Trung Quốc liền đi. Đợi xíu tao dọn bàn thờ tao chống chống mày lên ngồi luôn kìa cho nó dễ. Kêu quay đồ cổ trang Trung Quốc hoài mà không quay bỏ follow. Này ra trùng dịch ngồi chơi luôn đi cưng. Nói chứ chị cũng sẽ quay đồ cổ trang, nhưng mà chị quay đồ cổ trang Việt Nam, ở Việt Nam chứ không ở Trung Quốc đâu. Thế đi siêu tương tư, giờ thành thế đi ông tương tư. Nước là ai? Nước là ai? Em là vực giấc hậu. Anh là rơi lúc nào rồi chẳng nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.